Vâng, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube của em Tốt là Mất Invest Thì hôm nay cũng là cái video đầu tiên sau một cái quá trình mà chúng ta đang nghỉ Tết Thì uh, hôm nay em mới có dịp là em làm lại video thì cũng như là uh, kính gửi đến các anh chị nhà, nhà đầu tư Cũng như là theo dõi cái kênh youtube của em và Một uh, năm mới thật là an khang và thịnh vượng Cũng như là uh, chúc cho các anh chị chúng ta có một cái quá trình đầu tư Trong cái năm 2021, uh, năm là năm con trâu đúng không ạ là năm của uh, việc mà thăng tiến cứ cứ thế mà tiến lên nhé. Rồi thì uh, như trong những cái video mà trước cái dịp Tết mà em cũng đã uh, báo với các anh chị rằng là đây, uh, viên đá sẽ từng bừng đón Tết Nguyên đoán này, để mua cổ phiếu tốt để nắm giữ và chờ bùng nổ theo đà qua Tết. Thì uh, như các anh chị chúng ta có thể thấy rằng là phiên ngày hôm qua, đúng không ạ? Phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà tăng tới hơn 40 điểm của thị trường ta và đồng loạt là các mã chờ cổ phiếu trên thị trường đều nó rất là tốt và ngoài ra thì đặc biệt em có nói về những cái vấn đề như là uh, trong room uh, uh, cộng đồng đây như, như là giá dầu này, đây rồi. Đây ha, những cái giá dầu từ phiên ngày hôm qua thì nó hơi xa một chút xíu. Đây ha. Đấy đây là cũng cũng là cái danh mục mà phiên ngày hôm qua em có nói đây này, đây, phiên ngày hôm qua em có nói đây này ha. Đấy, những cái lên cũng đã lên những cái danh mục mà các mã cổ phía và những cái dòng mà em đặc biệt chú ý. Đấy, DIG, đất xanh, KDH, HDC, HDG. Còn dòng banh thì có banh, TVBank, banh, Đấy. Và bán lẻ là chúng ta có một liều G này, Masan, Digiwer. Đúng không ạ? Thép có HBG, HSG, công nghệ thì có FPT, VGI, còn xây dựng thì có HBC, C47. Đó, đó chính là những cái Uh, mã cổ phiếu. À ngoài ra còn có thêm KBC nữa này. Đấy KBC cũng đã cập nhật những cái thông tin về những cái dự án ở Hải Phòng. Đấy những cái dự án bất động sản khu công nghiệp ở Hải Phòng của của KBC đấy ha. Rất là 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 khỏe đối với KBC ăn một cây chân ngay cả ngày đầu phiên uh, mở bát Đấy mở bát ngày đầu phiên nãy ăn một cây chân. Đấy LCG em cũng đưa vào uh, danh mục và ở phần phía sau đây. Đấy, thì các anh chị thấy rằng là phiên ngày đầu tiên là cho thấy rằng là 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 phải nói là thành công cực kỳ là thành công đối với lại uh, uh, trong room khách hàng của em cũng như là trong uh, room cộng đồng em cả có hỗ trợ ở đây ha đấy thì các mã cổ phiếu em đã có khuyến nghị và em đã chọn lọc ra uh, cho các anh chị chúng ta có thể theo sát và có thể theo dõi được những cái diễn biến của các mã cổ phiếu như là những cái mã đó là phải nói là cực kỳ là tốt cũng như là cho những kết quả kinh doanh cũng như là là, là 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 sự vận động của các mã cổ phiếu trên thị trường nó rất là ok. Đấy. Thì hôm nay cũng là cái phiên đáo hạn phát sinh thì nhìn chung rằng là nó có một cái sự gọi là uh, uh, gì nha nó có được một cái gọi là sự hơi 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 bị uh, gọi là tháo túng một chút xíu. Đó chính là từ lúc 2 giờ khoảng hơn 2 giờ là bắt đầu uh, bản điện của thị trường nó đã bị đơ rồi, bản điện của host nó bị đơ rồi. Đấy, thì tuy nhiên là là tới cuối phiên À, và phiên ATC thì à, Thị trường chung lại được kéo Rất là mạnh thì, Thị trường chung lại được kéo rất là mạnh Bởi các mã cổ phiếu trong VIN30 Đây các anh chị thấy Đây Các mã cổ phiếu được kéo rất là mạnh Đây như à, à, Vinamil, này, Các anh chị thấy lượng à, Lượng bên giá bán và bên giá mua Rất là khác biệt đúng không à Vinamilk này ha Rồi à, VRE cũng được kéo này đây, Vietcombank cũng được kéo này Đây các anh chị thấy là từ một 100 nghìn này từ vùng giá tham chiếu là 100 mà nó lên tận 102 nhảy giá rất là kinh khủng đấy đúng không ạ hay như còn nữa là có mở view cũng tăng mai cũng tăng đấy đây hai chúng ta chụp qua đến chuyển động này đấy các anh chị thấy mà kéo rất là kinh khủng và sabeco cũng được kéo nhé sabeco đây sabeco cũng kéo atc cực kỳ là kinh khủng luôn đấy các anh chị thấy không ạ đây kéo à, kéo ao ao đấy hôm nay là cái phiên đáo hạn vắc sinh thì như em cũng đã có uh, đánh giá trong cái phiên ngày hôm nay đó chính là ờ uh, đâu rồi nha uhm... đây đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây. đây, đây ha thì hôm qua chúng ta tăng 40 điểm này rất tốt này nhưng dòng tiền chủ yếu tập trung vào các mã cổ phiếu trụ như uh, UG, Vinhome đấy hôm nay cũng kéo Vinhome một chút xíu đúng không nhỉ hôm nay cũng có kéo Vinhome đây hôm nay cũng có kéo Vinhome đấy một số mã ngân hàng và đặc biệt là sự tăng mạnh của dòng dầu khí nhờ vào giá dầu của thế giới nó tăng đấy. giá dầu thì thế giới hiện tại cũng đâu đó khoảng tầm 60 cho tới 64 đô một thùng rồi đấy cho nên là cái mức độ mà cái giá cái, cái cái những cái giá cổ phiếu của trong dòng dầu khí đã tăng lên rất là mạnh trong những cái phiên vừa qua và hôm nay cũng đã gặp những cái áp lực chốt lời cũng cực kỳ là khác cũng cực kỳ là lớn đấy nè à. Đấy thì tự nhiên là cũng nên cẩn thận một điều là thị trường đã tăng tiến sát gần đến hai cái kháng cự này cái kháng cự mạnh thứ nhất là 1165 tới 1175 và tiếp theo sẽ là cái đỉnh thời đại của mình là ở hai vẫn chưa thể nào vượt qua được đấy ha đấy thì em cũng đánh giá được rằng là khả năng cái áp lực bán sẽ xảy ra và sẽ có À, một vài phi hấp thụ lượng cung tại đây. Đấy thì như các anh chị thấy là nếu như mà hôm nay không có cái tự gọi là uh, một chút gì đó gọi là thao túng trong cái phiên ATC ngày hôm nay đấy coi như là giết hết uh, đội là uh, đội sọt của những ai sọt là coi như là, là 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 chết hết ha. Hôm nay đó hàng phái sinh là ai ôm sọt coi như chết sạch. Đấy thì hôm nay là cái uh, cái ý đồ của nhà tạo lập là họ đã muốn kéo cái chỉ số phái sinh lên cái chỉ số phát sinh lên là đạp giết cái đội sọt đi đấy, thì các anh chị thấy được rằng là cái cho thấy được rằng là cái động cơ cái động cơ cũng như là cái uh, gọi là cái uh, ý đồ của nhà tạo lập là họ sẽ kéo vượt và em nghĩ chắc chắn rằng là trong phiên uh, một có thể là trong uh, một vài phiên tới thôi à, một vài phiên tới hoặc là tuần sau thì khả năng là viên đấy của chúng ta sẽ sẽ uh, chạm lại vùng 1 và sẽ có những cái áp lực bán ở vùng này. thì uh, như em cũng đã đánh giá rồi trong cái video ngày hôm nay, uh, trong cái video uh, trong cái uh, buổi giao dịch ngày hôm nay em cũng đã có cho những cái đánh giá cũng rất là sát đây. ha. Mỗi lưu cờ cũng đã đạt những cái kỳ vọng của em rất là tốt từ những cái vùng này, các anh chị thấy không ạ? À? giải ngân đều giải ngân trước tết cả. đấy từ vùng 126 là các anh chị thấy này. Đấy. À, rồi đã trước Tết em cũng đã có liên tục em đã này ưu tiên nắm giữ các mã cổ phiếu à. dòng ngân hàng này, chứng khoán này, dầu khí này ha. Đây à, các anh chị thấy không ạ? À? Cực kỳ là là là, là ok luôn. Ừ. Và cứ thế nắm giữ qua Tết là coi như là các anh chị chúng ta thành quả các anh chị của chúng ta đã nhận được trong room khách hàng nhận được rất là lớn. Ừ. Từ cái việc mà mà em đã có những nhận định rất là sát với lại thị trường. Đấy. Nếu mà các anh chị chúng ta muốn đồng hành cùng với em trong cái năm mới ngày hôm nay thì có thể để lại phần ở phần phía dưới comment. Đấy, phần bình luận dưới đây thì uh, em sẽ liên hệ với các anh chị còn không thì các anh chị chúng ta cũng có thể chủ động uh, đà gửi cái yêu cầu vào cái room khách hàng của em ở đây thì em sẽ uh, chủ động em liên hệ với các anh chị thì chúng ta sẽ trao đổi riêng ha. Còn đây là cái room uh, hỗ trợ free của em thì em cũng sẽ để các anh chị chúng ta có thể tham gia vào và chúng ta có thể giao lưu và chúng ta có thể trao đổi trong phiên. Nếu mà các anh chị chúng ta muốn có được thêm những ý kiến thức cũng như là 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 những uh, cái sự hỗ trợ của em ha rồi thì uh, hôm nay thì các anh chị thấy rằng là trong phiên nếu như mà các anh chị chúng ta để ý ngọn bỏ đi cái yếu tố về uh, phiên ATC thì đây ha phiên hôm nay chúng ta thấy được rằng là cái áp lực chốt lời cũng tương đối là lớn đấy ha những áp lực chốt lời cũng tương đối là lớn ở các mã cổ phiếu này các anh chị thấy không ạ ở quanh vùng một mươi và mươi là bắt đầu thấy là bắt đầu có những cái áp lực chốt lời đúng không ạ sau những cái phiên mà bắt trước Tết cũng như là đây phiên bắt đáy này là T3 về của cái phiên bắt đáy này đấy thì các anh chị thấy là cũng có áp lực chốt lời ở trong cái giai đoạn mà giữa phiên thì tuy nhiên là ở phiên ATC thì lại được kéo bởi những cái mã cổ phiếu chủ thì nó không có phản ánh lên hết toàn cảnh cái thị trường rằng là à nó đang ở một cái trạng thái cực kỳ là tốt đúng không ạ thì cái vấn đề nằm ở đây đó chính là gì? Đó chính là thị trường chúng ta. Thị trường chúng ta sẽ sớm tiến về lại vùng 1.200 điểm này. Và em nghĩ rằng là nó sẽ vượt được chỉ trong khoảng tầm... Nếu như mà mà mà, mà khỏe và dòng tiền vẫn đang rất là mạnh như thế này. Một cái lượng tiền lớn vào vào như thế này thì chúng ta có thể tin được rằng là chỉ trong vòng tuần tới thôi. À, chỉ trong vòng tuần tới thì khả năng là, là VNX chúng ta sẽ vượt được nhé. Rồi thì đó là, là là là, cái nhận xét chung của em về thị trường chung còn nếu như mà ngày mai ngày mai thì khả năng đâu đó nó sẽ test lại vì hôm nay là kéo ATC và cũng là phiên đáo hạn phái sinh cho nên là khả năng mai có nhịp mà nó có sự mà test lại ở vùng 1165 à, 1160 hoặc 1165 là hoàn toàn là bình thường Đấy, thì các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý thì tuy nhiên đây chính là những cái cơ hội nếu mà các anh chị chúng ta trước tết mà chúng ta cầm tiền và chúng ta chưa có cơ hội giải ngân thì các anh chị chúng ta cũng nên tranh thủ và chúng ta uh, chọn lựa những cái mà cổ phiếu Đấy. thì nếu mà các anh chị chúng ta mà muốn uh, những cái điểm mua điểm bán mà tối ưu nhất Đấy, và các mã cổ phiếu mạnh trên thị trường thì có thể uh, liên hệ với em qua số điện thoại em đã có để ở dòng tiết chạy ở đây này Đấy. ha rồi thì em cũng sẽ xin đi qua một số cái mã cổ phiếu mà em đặc biệt chú ý để cho các anh chị chúng ta có thể quan sát thêm ở những cái nhịp tới thứ nhất đó chính là liên việt bốt ban đây liên việt bốt ban ha các anh chị thấy liên việt bốt ban sau khi mà cái đoạn hồi phục hình chữ V này đi lên của liên việt bốt ban cho thấy được rằng là liên việt bốt ban cũng được một lượng lớn nhà đầu tư họ đã tham gia vào cũng như là nhà đầu tư nước ngoài đấy thì giai đoạn tiếp theo của liên việt bốt ban chúng ta sẽ có thể quan sát thêm và chúng ta sẽ nắm chừng là chúng ta sẽ đợi một à, thêm một khoảng à, vài phiên tích lũy nữa của à, liên bộ World Bank ở vùng à, 14.7 à, quanh cái biên vùng 14.7 này tức là gần vùng cái đỉnh của nó để nó hấp thụ lại một cái lượng nhà đầu tư đã à, mua phải ở đỉnh này và thứ hai là đó chính là một cái lượng nhà đầu tư đã à, bắt đáy ở đây nhá thì các chị chúng ta cũng phải rồi những cái tín hiệu nó cân bằng trở lại ở vùng này thì chúng ta sẽ xem xét và chúng ta sẽ giải ngân ở vùng này ha rồi tiếp theo đó chính là Techcombank Techcombank hôm nay đóng cửa cũng gọi là, là mức uh, gần như là cao nhất phiên thì đấy hôm nay cũng đã đóng cửa tiếp tục đóng cửa với, với giá rất là đẹp thì nhìn chung rằng là Techcombank thì em cũng đã cho những cái khuyến nghị từ rất là lâu rồi đây Techcombank nhé OVG này đây Techcombank Công mua gia tăng tại 35.45 này ha. Đó. Rồi còn trước đó là đã lấy từ những cái vùng vị thế rất là thấp rồi. Đây 33.5. 33.5 và cả nếu mà trước đó nữa là cả 32 này các anh chị thấy không ạ? À? Đây, trước Tết luôn ha là là những cái vị thế và đây là những cái mã mà em đã đánh giá rất là tốt và cực kỳ là tốt thì tại sao chúng ta không mua đúng không ạ? À? Chỉ cần chúng ta nắm giữ tới bây giờ thôi là, là khoảng được 20% đấy và nếu mà chúng ta em đã có cho mua những đợt bạch mua gia tăng ở vùng này thì bây giờ cũng đâu đó đang khoảng tầm 10 cho tới 15 phần trăm đấy các anh chị thấy là đây là cái mã cổ phiếu mà nó đã vượt được cái đỉnh ha và vượt được cái đỉnh thời đại của nó rồi thì không việc gì mà chúng ta phải đắn đo mà chúng ta không không có nắm giữ cái mã cổ phiếu này thì nếu như mà cái đoạn sau nó có, có sự cân bằng trở lại thì các anh chị chúng ta cũng có thể giải ngân mã cổ phiếu này nhé yeah. Rồi uh, tiếp theo đó chính là Vbank VB Hôm nay Vipan thì hôm nay gặp áp lực chốt lời cũng tương đối nhưng mà cũng được kéo vào gần cuối phiên, à, cũng được kéo vào ở cuối phiên này thì các anh chị thấy rằng là đây cũng là cái mã cổ phiếu cực kỳ là mạnh. Phải nói là em cũng đã đưa những cái mà 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 mà, mà uh, vào Vbank vào tầm ngắm thì thật sự Vbank là nó khỏe hơn uh, khỏe hơn uh, Techcombank nhiều rất là nhiều đây là dòng à, mã cổ phiếu khỏe nhất trong dòng chứng à, khoa trong dòng ngân hàng Đấy, thì tuy nhiên là em thích à, Techcombank hơn à, cho nên là là không có lỡ không có chọn à, VBank này thì cũng có một số anh chị trong room khách hàng cũng có à, mua VBank thì cũng đã lãi cũng đâu đó tầm à, 20 phần trăm hơn hai phần trăm hơn rồi thì à, nhìn chung rằng là là, là là đây cũng là cái mã cổ phiếu đã vượt cái đỉnh này. này. Đấy, và đang tiến về lại những cái đỉnh uh, thời uh, 2018 của nó, đó chính là ở vùng quanh 43, 43, 44, 44, ha. 43, 43, 43, 43 đi, 43 đúng rồi, 43 quanh 43 nhé. thì VIBAN thì các anh chị chúng ta cũng để ý là nếu mà các anh chị chúng ta uh, uh, đã mua được ở những cái phiên như thế này, thì khi mà gặp kháng cự khoảng tầm 42.5 cho tới 43, thì các anh chị chúng ta có thể canh, chúng ta có thể chốt lời bớt đi. không? À, chúng ta cũng có thể canh chúng ta chốt lời bớt đi thì nó cũng tương ứng đâu đó nếu mà thị trường em nghĩ là loạn đó nó cũng sẽ lên được đâu đó tầm 1 200 đấy thì các anh chị chúng ta cũng có thể canh chốt bớt để chúng ta có thể phòng ngừa cái rủi ro khi ở một vùng đỉnh nhé rồi uh, tiếp theo có uh, gì nữa nha có STP thì hôm nay uh, khá là yếu STB khá là yếu thì tuy nhiên em đánh giá là cái lực bản nó không thực sự là quá nhiều Và cái biên độ giảm nó cũng không quá lớn Thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta uh, coi quan sát được Phải cần phải hấp thụ một cái lượng ở đây Các anh chị thấy một cái lượng ở vùng này không ạ Đấy uh, tương ứng với vào cái volume này này Thì các anh chị thấy là nó phải hấp thụ được một cái lượng cung ở vùng này Thì nó mới có thể khả năng là nó lên tiếp được Còn hiện tại thì nó vẫn sẽ đang rất là lình xình ở đây Lình xình quanh cái vùng dưới 19 này một thời gian thì sau đó nó có thể tiếp tục nó đánh lên được để nó hấp thụ cái lượng cung nhá rồi uh, tiếp theo có uh, CTG hôm nay CTG cũng tương đối là ổn à, hôm nay CTG cũng tương đối là ổn thì nhìn chung là cũng đang gặp những cái kháng cự ở cái vùng đỉnh phục hồi của nó ở quanh vùng 37.5 đấy thì uh, nó cho thấy rằng là nó cần phải có những cái nhịp mà nó tích lũy trở lại cần phải có những cái nhịp tích lũy và hấp thụ một cái lượng cung trở lại ở vùng này quanh dưới vùng đỉnh là ba bảy này ha rồi sau đó nó cũng sẽ tiếp tục đánh lên thì em cũng đánh giá cao CTG thì các anh chị chúng ta cũng có thể xem xét chúng ta tham gia CTG trong những cái nhiều sắp tới nếu mà các anh chị chúng ta chưa có và cổ phiếu nào để chúng ta giải ngân ha rồi hôm nay dòng dầu khí thì các anh chị thấy rằng là hôm nay dòng dầu khí cũng đã gặp áp lực chốt lời đúng không ạ à? hôm nay cái ừ, cái cái sự mà gọi là khối lượng về khối lượng của dòng dầu khí phải nói các anh chị thấy mà cực kỳ là lớn luôn đúng không cực kỳ là lớn và phải nói là cái khối lượng gấp tới hai lần hơn hai lần hơn hai lần so với trung bình của 10 phiên là các anh chị thấy đó là một cái lượng lớn một cái lượng lớn uh, cổ phiếu PVD cũng đã được bán ra và các anh chị chúng ta cũng cần phải uh, phải nói là cũng khá là phải nói là khá là thận trọng ha cũng phải thật thật khá là khá là thận trọng ở cái giai đoạn này nhé bởi vì nó là một cái dòng đầu cơ mà à, bởi vì nó là một cái dòng đầu cơ thì các anh chị chúng ta cũng lưu ý nếu mà là em thì nó cũng đã lấp lại cái gác này thì ngày hai mai khả năng nó cũng sẽ test lại test lại cả cái vùng 23 này là rất là cao ha sẽ test lại cái vùng 23 này cũng rất là cao đấy thì các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý cái điều này nhé rồi uh, BVS cũng tương tự như vậy hôm nay BVS cũng bị bán ra rất là mạnh từ cái vùng đỉnh của nó đây cũng về lại gặp lại những cái vùng đỉnh này ha à. Cũng nói về lại những gặp lại những cái vùng đỉnh này là các áp lực bán ra là hoàn toàn là 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 là, là điều hiển nhiên thôi ấy và nó cần sẽ phải đâu đó Nếu như mà nó khỏe và cái lượng cầu vẫn vào ấy Thì nó sẽ đâu đó nó sẽ lên nó test lại Và sau đó sẽ gặp áp lực bán thì nó cứ lình xình lình xình ở đây quanh vùng đỉnh này à, Nó vẫn sẽ lình xình lình xình ở vùng đỉnh này và sau đó nó sẽ khả năng là nó sẽ vượt Đấy khả năng là em nghĩ là nó sẽ vượt à, Thì các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý Ờ đạt đủ cái kỳ vọng của chúng ta thì chúng ta có thể canh chúng ta chốt bớt một phần và chúng ta giữ lại một phần rồi chúng ta có thể quan sát tiếp ha rồi ngoài ra mà cổ phiếu BVT này cũng vậy này đấy thì trong uh, cái việc mà hưởng lợi từ cái giá dầu nó tăng thì uh, đầu tiên phải nói là những cái thằng mà kinh doanh về dầu về xăng dầu này là những thằng hưởng lợi nè kinh doanh ha thằng thứ hai là cái thằng khai thác và thằng thứ ba là cái thằng vận chuyển đấy và những cái thằng nào mà nó thuộc dạng như là nguyên liệu đầu vào là xăng dầu thì nó sẽ ít hưởng lợi nhiều hơn à, nó sẽ ít hưởng lợi nhiều hơn như là thằng bao đây thì các anh chị thấy không ạ à? bao là về dầu điện lực của dầu khí điện lực thì nó sử dụng dầu khí xăng à, dầu và khí tự nhiên để nó sản xuất ra điện Đấy thì nó lại tăng không có mạnh bằng những cái mã cổ phiếu như bvd bvs đúng không ạ à? à. hay như blc cũng vậy này các anh chị thấy không ạ à? blc cũng không tăng bao nhiêu cả BLC cũng không tăng bao nhiêu cả thì nó cho thấy được rằng là là những cái mã mà 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 không có thuộc cái nhóm mà hưởng lợi nhiều. À. Như GAS các anh chị thấy cũng là, là cũng mã mã cổ phiếu trong ba 30 cũng đã tăng lên rất là mạnh trong những cái phiên vừa rồi đúng không ạ? Thì các anh chị chúng ta cũng phải để ý cái điều này nhé. Chúng ta phải, Đấy, cái thằng lọc dầu nó cũng uh, cũng được hưởng lợi rất là nhiều. Ha à. à, rồi. Uh, tiếp theo là những cái mã cổ phiếu trong uh, dòng thép nè Thép có HPG Đấy. HPG hôm nay cũng đóng cửa g, -g dưới vùng 44 Các Thấy được rằng là đây đang có một cái sự hấp thụ lại cái lượng cung ở vùng đỉnh này à, Hấp thụ lại một cái lượng cung ở vùng đỉnh này mà không có bị bán ra quá là nhiều Thì em nghĩ rằng là đâu đó trong những cái phiên sắp tới này Nó sẽ quanh quanh ở cái vùng 44 này Trong từ khoảng tầm 2 đến 3 phiên hai à, 2 đến 3 phiên thì nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 45 này sớm thôi à, nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 45 này sớm thôi thì các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý HPG nhé rồi ngoài ra hôm nay có HSG hôm nay HSG đóng cửa hơi thất vọng một chút xíu là bởi vì có cái tin là uh, Hoa Sen họ uh, rút lại cái quỳ mua cổ phiếu quỹ đúng không ạ hình như là 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 à à đăng ký như tiếp tục đăng ký bán 22 triệu cổ phiếu quỹ và rút lại cái quyền mua. Bởi lẽ cái việc này à, ra thông tin như thế này là bởi vì sao? Bởi vì đó chính là những cái mà phải lời là cái nghĩa vụ mà Ủy ban chứng khoán họ buộc Đây để em search cái thông tin coi. Hoa sen bán cổ phiếu quỹ. À quỹ. Đây. À sẽ mua lại đây. Cái thông tin này mua lại cổ phiếu quỹ thì họ rút lại cái điều lệ này rút lại cái 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 cái, cái, cái thông tin này thì nó đây các anh chị thấy không ạ à? đây ha nó sẽ phải bán hết trước này và sau đó mới mua lại được 22 triệu cổ phiếu quỹ mới Đấy, thì nó cho thấy được rằng là, là 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 cái thông tin này là khá là là là, là không có support cho cái đà tăng của HSG cho nên là hôm nay nó bị cái áp lực bán là hoàn toàn là bình thường. Tuy nhiên em đánh giá rằng là đây chỉ là những cái nhịp mà nhất thời thôi. Còn mà kể về cái dư địa của HSG ấy, từ cái việc mà bắt đầu có những cái chiến lược kinh doanh của họ uh, rất là tốt trong cái việc mà 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 mà, mà bán buôn bán nguyên vật liệu, uh, nhà cửa, các thứ tôn, à, nhựa, đó, thì nó uh, đang rất là phát triển và phải nói là doanh thu đạt được cũng như là lợi nhuận của à, của Hoa Sen đạt được trong cái uh, quý tư cũng như là cái năm nay phải nói là cực kỳ là sẽ cực kỳ là lớn ha. thì các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý HSG nhé thì bản thân em cũng có nắm giữ một lượng HSG Đấy. rồi uh, ngoài ra có thêm uh, ta cũng có thể để ý thêm à, ngoài ra chúng ta cũng có thể để ý thêm thằng uh, PTB này Đấy. cũng là cái mã cổ phiếu mà phục hồi Nhiệt cái nhịp phục hồi và đánh lên rất là mạnh thì đây cũng là mã cổ phiếu mà các anh chị chúng ta cũng có thể chú ý được nha nhưng mà cái thanh khoản của nó thì nó hơi bé thôi cho nên là nó không có thuộc cái loại mà em thích cho lắm ừ. rồi bất động sản thì hôm nay bất động sản DIG này là cái mã mà em cũng đặc biệt quan tâm Đấy, các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý DIG nhá DIG ha HDC HDC cũng cực kỳ là tốt đúng không ạ Đấy, HDC cực kỳ là ok rồi vượt được cái đỉnh rồi và khối lượng cầu vào vẫn đang đạt rất là tốt như thế này thì em nghĩ đánh giá là HDC cũng ra là, là cái mã cổ phiếu khỏe rồi uh, tiếp theo có Khang Điền Khang Điền cũng gần như là về lại gần cái vùng đỉnh uh, cũ của nó ở vùng 1002 đấy cũng gần như là về rồi ha thì các anh chị chúng ta cũng có thể để ý KDH nhé rồi uh, còn một phiếu khác đó chính là HDG đây HDG thì nhìn chung là đang gặp một cái kháng cự là một cái gáp ở vùng 42 này vùng 42 và 42.5 này thì nó cần phải có những cái phi mà nó tích lũy lại và hôm nay cho thấy cái lượng bán ra cũng không thực sự là quá nhiều đâu cho nên là em nghĩ rằng là nó cũng đâu đó sẽ tầm khoảng ba, uh, 3 ba phiên thì nó sẽ 3 đến 4 phiên thì nó sẽ về lại đâu đó vùng 44 sớm thôi ha à, 3 đến 4 phiên rồi ngoài ra hôm nay chúng ta cũng có thể thấy là đất xanh cũng là cái mã cổ phiếu phải nói là cực kỳ là khỏe đúng không ạ những cái nhịp vừa rồi đây những cái nhịp vừa rồi là phải nói là đất xanh cũng rất là tốt ừ. à cho, cho thấy được rằng là, là là đây là qua cái mã cổ phiếu mà phải nói là cái việc từ cái việc kinh doanh cũng như là cái uh, sở hữu đất đai cũng như các dự án cũng rất là lớn đấy cũng đã xác nhận một cái xu hướng tăng rồi thì khả năng là em đánh giá là, là nếu như mà nó có khả năng thì rất có thể nó sẽ về lại những cái vùng đỉnh cũ là là, là, là vùng vùng đỉnh uh, 2018 là rất là lớn ha vùng 27 28 đây vùng 27 28 là quanh vùng này đấy chúng ta có thể kỳ vọng vào đất xanh nhá ok <laughs> rồi uh, tiếp theo chúng ta qua đến uh, một số mã khác em có đọc biệt chú ý chính là ssi ssi đây uh, hôm nay ssi cũng là một cái phi mà phải nói là hấp thụ một cái lượng cung cũng bị kẹp ở vùng này cũng tương đối là ổn này và đóng cửa uh, như thế này thì em đánh giá rằng là đây là một con là cái phiên có một cái sự gọi là hấp thụ cái lượng cung tốt của ssi thì cũng nó cũng sẽ cần phải có những cái nhịp mà nó tích lũy lại quanh vùng 33 cho tới vùng 34 này một uh, tầm khoảng một tuần nữa để hấp thụ hết cái lượng cung ở phần phía bên này đi thì nó sẽ Đánh vượt được cái vùng đỉnh này, sớm thôi ha. Đây cũng là cái mã cổ phiếu mạnh trong dòng chứng khoán. Ngoài ra chúng ta có thể để để ý thêm thằng uh, VND như là VCI. Đây VND cũng VCI ha. Đấy, VCI nữa. Thì ừ. các anh chị chúng ta có thể để ý những cái mã này trong dòng chứng khoán. NHS cũng ok à, ha, cũng rất là ok đây cũng đã về là những cái vùng nền uh, vùng nền phía trên ở quanh 25 26 rồi ừ. đây ha rồi uh, chúng ta qua đến viên 30 viên 30 thì uh, đặc biệt chú ý đó chính là mở đi đấy mở g thì cũng như là đạt được cái sự kỳ vọng của em là khoảng 10 phần trăm thì các anh chị chúng ta thứ nhất là cái target mà em đã đề ra cho các anh chị trong room uh, trong room khách hàng yeah đâu rồi nha ừ. Ừ. đâu rồi ừ. đây ha mwg đây mwg này đấy từ ngày 4 tháng 2 ha chúng ta ừ. đây chúng ta đã tham gia bên trung khách hàng của em đã tham gia đó, là từ vùng 127 này và xuống vùng 126 lại tiếp tục mua. Đấy và target là 140 ha. Cũng gần như đã đạt được trong cái phiên ngày hôm nay rồi. Đấy thì tùy hỷ các anh chị chúng ta có thể chốt lời hoặc chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ. Thì em đã nghiêng về cái phương án mà có thể nắm giữ cao hơn. Đấy. Nghiêng về cái phương án nắm giữ cao hơn ha. Rồi thì bởi vì đây cũng là cái mã cổ phiếu rất là đáng chú ý trong cái dịp năm nay nhờ vào cái chuỗi hoạt động của Bách hóa xanh. Đấy rồi uh, tiếp theo có theo FPT FPT cũng là mạnh đấy uh, các anh chị thấy rằng là hôm nay FPT cũng đóng cửa gần như là cao nhất phiên như thế này Vậy nó là FPT là phải xứng đáng là số 1 về các mã cổ phiếu về đầu tư về tăng sự đầu tư và giá trị cũng như là tăng trưởng ha nếu mà có hàng thì em nghĩ là các anh chị chúng ta cứ nắm giữ thôi chứ không việc gì mà chúng ta phải bán ra cả còn cái việc mua mới thì các anh chị chúng ta nên cân nhắc hơn rồi uh, có thêm uh, my san. san cũng khá là ok về lại gần như là phần đỉnh này này đấy ha à, về lại gần như là vùng đỉnh rồi thì khả năng là nếu như mà vùng này sẽ phải hấp thụ một cái lượng cung ở phía bên đây ha à. sẽ phải hấp thụ một cái lượng cung ở phía bên đây thì khả năng ngày mai nó cũng sẽ gặp những áp lực chốt lời ở quanh vùng uh, 97 98 này đấy quanh vùng 97 98 này sẽ khả năng sẽ gặp những áp lực chốt lời đấy. Uh, PNG cũng là cái mã cổ phiếu đã vượt được cái vùng đỉnh trước của nó. Đấy, Vừa vượt được cái vùng đỉnh trước của nó thì cho thấy rất là PNG cũng là cái mã cổ phiếu mà Nhiêm đã có nói rằng là, là chúng ta có thể đã lấy được cái vị thế ở vùng 82 này, cũng rất là ok đúng không ạ? Vượt được cái vùng đỉnh như thế này thì nó cho thấy rất rằng là khả năng là PNG sẽ về lại vùng giá 90 là rất là cao à. Về lại được vùng giá 90 là rất là cao. Đấy. <laughs> Rồi, uh, chúng ta có thêm uh các mã cổ phiếu hay như là có mấy có Vietcombank cũng kéo lên cao nhất phiên đấy thì các anh chị chúng ta cũng hơi để ý Vietcombank được ha công Vietcombank cũng để ý được thì thì nó cũng mang một cái phần gọi là là, 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 là ảnh hưởng tới vì nam chúng ta rất là lớn ừ. thì cho nên là em ngại tham gia phải nói là ngại tham gia ở vùng này đối với lại Vietcombank nhưng nó cũng là cái mã tốt thôi ừ em ưu tiên hàng uh, Techcombank nhiều hơn bởi vì cái dư địa tăng của nó 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 nhiều hơn thằng Vietcombank này. nhé yeah. Rồi, uh, Vinhome. Vinhome này cũng được kéo cao nhất phiên này ha, cũng về lại gần như là cái đỉnh cũ của nó rồi thì lên đây em nghĩ rằng là sẽ có những cái áp lực bán ra. Thì các anh chị chúng ta cũng có thể là là chúng ta cân nhắc chúng ta chốt lời đối với những loại cổ phiếu này bởi vì nó mang cái tính chất thị trường rất là cao và điều phối thị trường rất là lớn. Ừ. Week hôm nay cũng được kéo ha. Rồi à, có Vinamilk, Vinamilk hôm nay cũng được kéo cao nhất phiên vì bữa giờ là Vinamilk nó cứ lình xình lình xình Nó gây một cái sự ức chế rất là cao đối với các anh chị nhà đầu tư mua và nắm giữ cái mã này Thế nhưng mà các anh chị chúng ta lướt như em đã có nói rồi Nếu mà lướt thì nó sẽ rất là không phù hợp với các anh chị chúng ta dùng để lướt Nó sẽ phù hợp hơn với các anh chị chúng ta đầu tư về chung và dài hạn hơn nhé rồi à, còn những cái mã nào mà chúng ta em có thể giới thiệu với các anh chị chúng ta có thể à, à có khu công nghiệp là có KBC này đúng rồi à. KBC đây KBC đấy thì các anh chị thấy không ạ KVC những cái vùng giải ngân của em là từ những cái vùng 38 này đấy quanh quanh vùng 38 này là em đã cho giải ngân khi mà nó xác nhận cái vùng à, đáy ha Đấy. thì nó cho thấy rằng là KBC cũng là cái mã cổ phiếu mà phải nói là về cả những cái quỹ đất ở về bất động sản công nghiệp và nó là rất là lớn. Ừ. Rất là lớn. Đây cũng là những cái thằng mà nắm thị phần rất là nhiều chơi bên ngoài phía Bắc đó. Thì các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý rất là là KBC nhé. Em nghĩ rằng là khả năng sớm muộn gì nó cũng sẽ về lại những cái phần đỉnh cũ của nó ở vùng 45 46 thôi. Đây cũng là cái mã cổ phiếu cực kỳ lợi, an toàn và ok. Đấy khả năng đây cũng chỉ mới là cái chân sóng mới của cái đoạn tăng tiếp theo này ha rồi uh, dg world ai dg world hôm nay cũng gặp một cái áp lực bán tương đối là lớn thì tuy nhiên là em đánh giá rằng là là, là 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 từ cái việc mà bắt đáy của những cái phiên trước cũng như là cái hôm nay cái chỉ số vnx chúng ta nó bị giảm trong phiên thì cho thấy là rằng là, là một cái lượng uh, cũng tương đối là nhiều các anh chị nhà đầu tư chúng ta chốt lại đấy hmm. hôm nay nước ngoài thì lại mua ròng uh, dg world này À, hôm nay cũng đạt được giá trần nhưng mà bị mất tới bốn giá thì cho thấy rằng là, là là anh chị thấy mà có sự sang tay này cũng như là bán ra này ừ. Đấy, thì tuy nhiên là là dư là mua và cũng như là những cái vùng giá chờ đợi ở phía dưới nó vẫn có khả năng nó kéo lại thì không biết gì mà chúng ta phải chốt sớm ở cái vùng này em nghĩ là cái dư địa tăng của đi nó vẫn sẽ còn uh, lên à, về sẽ hướng tới vùng giá 100 thì bản thân em cũng đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu này đây ha đây đây là những cái mà cổ phiếu em có nắm giữ đây này kvc đúng không ạ hsg chưa đấy là những cái mà cổ phiếu mà em đã nhắm rất là kỹ rồi có ừ. mua techcombank đấy nhưng mà mua techcombank ở bên tài khoản khác mà với khối lượng không được nhiều cho lắm thôi Đó. À. đấy thì à, em cũng chỉ uh, giới thiệu sơ qua cho uh, các anh chị chúng ta là, là những cái mà cổ phiếu nào ok và chúng ta uh, có thể quan sát được trong những cái nhịp mà sắp tới đây thì sắp tới đây em cũng sẽ có quan sát thêm những cái mã cổ phiếu như sau, đó chính là KSB này. Đấy, nè. KSB. Anh chị chúng ta cũng hãy lưu ý KSB nhé. Thứ nhất là KSB, thứ hai đó chính là KSB SSC. Đây, SSC cũng rất là ok. Ha. À. Và thứ ba là có uh... thứ ba là có mã nào nó quên mất tiêu rồi nhỉ? tạm thời là như thế đi, Đó, nói chung là tạm thời là hai mã đó trước đi ha, KSB và EJC thì các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý hai cái mã đó nhé. Rồi a à, có thêm CTD, đây có thêm CTD thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Đấy, thì em sẽ đưa ra những cái mà cổ phiếu mà về để có thể cho các anh chị chúng ta đưa vào cái danh mục quan sát của mình, Đấy, để cho anh chị chúng ta có thể tham khảo nhé thì uh, hôm nay thì cái video cũng tới đây thôi thì cũng xin kính chúc cho các anh chị một buổi tối uh, uh, thật là ấm áp và uh, vui vẻ nếu mà các anh chị chúng ta có nhu cầu và chúng ta có muốn uh, phân tích về uh, bất kỳ một cái mã cổ phiếu nào thì có thể để lại cái phần bình luận dưới đây giúp em thì em sẽ giải đáp cho các anh chị hoặc là các anh chị chúng ta cũng có thể liên hệ với số điện thoại của em ở bên này để chúng ta có thể tiện trao đổi hơn ha vâng xin kính chào lại các anh chị trong những cái video tiếp theo. Đấy, và xin chúc cho các anh chị buổi tối thật là vui vẻ nhé xin chào và hẹn gặp lại các anh chị